Ghi nhận trong ngày hôm nay tại thị trường miền Bắc thì giá lợn hơi đã chỉnh lại sau chuỗi ngày liên tục giảm. Tại thị trường miền Nam và khu vực miền Trung, giá lợn hơi cũng theo xu hướng đi xuống, song mức giá vẫn rất cao. Trong tuần qua, thị trường miền Bắc là nơi có giá lợn hơi biến động mạnh nhất trong cả nước. Nên giá trung bình của khu vực này từ 82 tới 83 ngàn đồng 1 kg đã xuống tiệm cận mốc 80 ngàn đồng 1 kg. Dự báo trong thời gian tới, giá lợn hơi tại đây vẫn tiếp tục đi xuống trước sức ép giảm giá để ổn định thị trường của các cơ quan chức năng. Hôm nay, giá lợn hơi tại Thái Bình vẫn đang đạt đỉnh giá 83 ngàn đồng 1 kg. Hưng Yên và Phú Thọ dao động từ 75 tới 79 ngàn đồng 1 kg. Các địa phương khác đạt 80 tới 81 ngàn đồng 1 kg. Xu hướng giảm giá cũng diễn ra ở miền Trung. Các địa phương như Quảng Trị, Huế và Quảng Bình ghi nhận giá lợn hơi giảm từ 83 ngàn đồng 1 kg xuống còn 80 ngàn đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi miền Nam tuần qua tăng giảm trái chiều. Nếu như đầu tuần giá lợn hơi tại đây giảm sâu tới 7 ngàn đồng 1 kg thì cuối tuần lại tăng nhẹ ở một số tỉnh thành. Mặt bằng giá vẫn ở mức từ 78 tới 80 ngàn đồng 1 kg. Người chăn nuôi hiện vẫn có lãi gần gấp đôi so với chi phí sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát đi cảnh báo các doanh nghiệp lớn neo giá lợn cao trong thời gian dài và không chịu giảm, đồng thời đề nghị tuần tới các doanh nghiệp này cần điều chỉnh giá về mức hợp lý là khoảng 75 ngàn đồng 1 kg heo hơi. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh giá, sẽ đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cùng vào cuộc kiểm tra vấn đề thuế, xem xét việc đầu cơ tăng giá bán. Và trong sáng nay khi mà làm việc với các tập đoàn Dabaco và CP về công tác phòng chống dịch bệnh, người đứng đầu ngành nông nghiệp một lần nữa yêu cầu các doanh nghiệp cùng đồng hành với chính phủ và bộ sớm đưa giá lợn hơi xuống mức hợp lý. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự. Trước tình hình giá lợn hơi ở mức cao như hiện nay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Dabaco Việt Nam Nguyễn Như So cam kết doanh nghiệp sẽ đưa giá lợn hơi về ngưỡng ổn định, bền vững ở mức khoảng 75.000 đồng 1 kg. Hiện nay thì do cái giá thực phẩm ấy, ở Việt Nam ấy thì như vậy là so với các nước lân cận ấy, thì của ta rất là thấp rồi. Rất là thấp đấy, chứ không phải như ở Trung Quốc hiện nay, như là giá ngày hôm nay ở Trung Quốc khoảng chừng 130.000 một cân lợn hơi. Nhưng ở Việt Nam hiện nay thì có những cái vùng ta bán như vậy là có những cái vùng khác nhau. Hiện nay có những cái vùng là bán 73.000, 75.000, 76.000. Nhưng mà cá biệt thì cũng có những cái vùng vẫn bán tới 79.000. Thế nên là trước cái tình hình mà ổn định, bình ổn giá theo cái yêu cầu của chính phủ, mà nhất là đối với Bộ Nông nghiệp ấy, thì riêng với Tập đoàn Dabaco Việt Nam ấy, thì sẽ cam kết là sẽ đồng hành với chính phủ để làm sao đưa cái giá thấp nhất và hợp lý nhất trong cái thời gian sớm nhất để làm sao như vậy là cùng chung với chính phủ để bình ổn lại cái giá, đảm bảo cái lợi ích của người tiêu dùng. Trong sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đã làm việc với công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Phía tập đoàn CP cho biết đã giảm giá lợn hơi 3.000 đồng 1 kg từ ngày hôm qua ngày 15 tháng 2. Hiện giá lợn hơi của công ty này là 75.000 đồng 1 kg lợn 3 máu và 73.000 đồng 1 kg lợn 2 máu. Và hôm nay cũng xin biểu dương là một cái doanh nghiệp cũng tiên phong cùng với CV các tập đoàn khác hôm nay tuyên bố là ông chủ tịch tập đoàn là tuyên bố là sẽ hưởng ứng lợn là cao nhất là không quá 75 hiện nay. Đây là có ý nghĩa này bảo vệ một cái thị trường sản xuất chăn nuôi bền vững. Về công tác tái đàn lợn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các doanh nghiệp trang trại hộ chăn nuôi cần đảm bảo các yêu cầu về chăn nuôi an toàn sinh học. Dự kiến trong quý 4 năm nay, sản phẩm thịt lợn sẽ trở lại trạng thái ổn định. Theo đó, chăn nuôi lợn sẽ được cơ cấu lại và chuyển dần sang chăn nuôi tập trung quy mô lớn, chất lượng, hướng đến xuất khẩu. Bỏng, món quà quê gắn bó với tuổi thơ, ký ức của biết bao thế hệ người Việt. Đây cũng là một trong những bí quyết làm giàu của ông Tô Hiến Thành, một nông dân đến từ xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Bỏng này là để làm chín thức ăn. Làm chín thức ăn để mục đích chính là để cái con lợn nó tiêu hóa triệt để thức ăn, thì cái môi trường nó, khi môi trường thải ra tốt hơn, nó không, các bạn đấy thấy cả một cái trại này gần 2.000 lợn nhưng không có mùi, đúng không ạ? Không phải những viên cám công nghiệp mà bỏng ngô lại là thành phần chính trong khẩu phần ăn hàng ngày của lợn. Để đi đến sự lựa chọn này, ông Thành đã phải cân đo đong đếm rất kỹ càng. Năm 2010, nuôi lợn theo hướng công nghiệp là trào lưu chăn nuôi được nhiều trang trại chăn nuôi hưởng ứng. Ông Thành thì khác, ông muốn rẽ sang con đường riêng, con đường trở lại với cách nuôi lợn truyền thống của các cụ ta, tức là cho lợn ăn thức ăn là ngũ cốc. Trong cái nghề chăn nuôi lợn, cái nghề nông nghiệp, trước tiên là mình làm ra thì mình phải
mình phải dám ăn nó một cách nhiệt tình nhất đấy. Vợ con gia đình mình phải tiêu dùng, phải sử dụng cái sản phẩm ấy trước đã. Thế tôi mới nảy ra ý tưởng là khi mình cần cái đó thì thị trường người ta cũng cần cái đó. Thì tôi mới nảy sinh ra là mình chuyển qua mình nuôi lợn sạch. Cũng sợ chứ, sợ nếu mà mình mà thất bại một lần nữa thì lấy gì mà trả lợn. Năm sau nó còn bị tai xanh còn chết hết lợn. Thế lúc giờ lại càng thất bại, càng suy sụp. Tưởng lúc giờ tưởng như là nó đổ bể hết rồi. Còn ông Thành thì coi những thất bại trước đó là phí để khởi nghiệp. Ông đã phải trả mức học phí quán đất đỏ, nên lần này ông phải tìm mọi cách để thành công. Dứa chẳng hạn, thí dụ như là địa liền chẳng hạn, mấy đợt thất bại thì cũng do thị trường chính. Không sản xuất thì cơ bản là cũng không ảnh hưởng nhiều. Thế sau này đến chuyển sang làm lợn sạch đấy, thì khi mà thị trường người ta chấp nhận thì mới tồn tại được. Nếu thị trường không chấp nhận thì doanh nghiệp đấy hoặc trang trại đấy coi như không thành công. Với những phân tích thị trường ấy, ông Thành quyết tâm đi theo con đường nuôi lợn sạch. Việc nấu cám cho hàng trăm con lợn là không khả thi. Ông Thành nghiên cứu và tìm ra cách làm chín ngô gạo bằng cách nổ bỏng. Trong một giờ đồng hồ, hơn 30kg gạo ngô được làm chín và nghiền nhỏ. Với cách làm này, vừa tiết kiệm được thời gian, công sức và cả chi phí so với nấu cám. Cô nghĩ bảo là sao người ta đang nuôi như thế kia mà bây giờ mình quay làm này vất vả. Sau mình nghĩ mình thấy chú phân tích cũng có lý. Bây giờ một cân cám nó được rẻ được bao nhiêu? Thế thì một cân cám của mình mà mình tự mình làm ra nó cũng rẻ hơn là một cái cân cám của bên hỗn hợp. Là nuôi thủ công, nuôi công nghiệp như thế kia. Thì cô nghĩ bảo nếu làm như thế nào mà nó có lợi cho mình thì mình làm. Các cái nhà máy mà người ta phối trộn thức ăn cho lợn con ấy, người ta cũng phải qua cái công đoạn người ta cũng phải làm chín thức ăn. Vậy mình suy ra từ đấy ra, mình làm bằng cái cách nó không được công nghệ cao nhưng mà ở cái quy mô như thế này thì là làm chín một cái này rất hiệu quả. Đổi 1.000 tiền điện thì được 2.000 tiền lời. Máy nổ, máy nghiền, máy trộn được thiết kế thành một dây chuyền như thế này. Tùy theo độ tuổi của lợn mà ông Thành có những công thức phối trộn thức ăn để đảm bảo dinh dưỡng cho quá trình sinh trưởng của lợn. Các cái công thức có khác nhau, thí dụ như ngô hạt này chẳng hạn, nó phù hợp với cái giai đoạn của từng tuổi lợn một. Thí dụ cái tuổi như nãy tôi nói là 30-60 cân ấy, là nó 320 cân ngô. Nhưng mà qua cái giai đoạn đấy từ 60 đến xuất, 60 cân đến xuất thì là lượng ngô chỉ có 280 kg trên một mẻ thôi. Và nó sẽ tăng, có cái giảm. Thì nó phù hợp, người ta nghiên cứu nó phù hợp với giai đoạn từng thời kỳ của một con lợn. Tinh bột luôn chiếm tỷ lệ cao nhất. Mỗi cân cám tự phối trộn này sẽ rẻ hơn 1/3 so với cám công nghiệp. Và điều quan trọng là lợn ăn cám truyền thống sẽ có sức đề kháng cao. Nhưng để hướng tới việc xây dựng một trang trại nuôi lợn nói không với thuốc kháng sinh thì bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Ông Thành còn có bí quyết nào để lợn không phải dùng tới thuốc kháng sinh nữa? Câu trả lời sẽ có trong ít phút nữa. Những cái cây này ấy, gọi là cây dại được. Nhưng mà đối với tôi thì đây là cây thuốc. Hàng ngày thì cho công nhân cắt, cho lợn ăn, phòng mấy thứ bệnh. Thí dụ cây phân lợn hoa vàng này và cái hoa trắng này thì phòng cái bệnh tiêu chảy lợn, vứt cho nó ăn. Cái xuyến chi này thì bệnh ho thay đổi thời tiết đấy, thường thường là tôi phòng cái đấy. Còn giai đoạn nhỏ ấy, thì lợn thì tôi làm vaccine. Cứ 3 ngày một lần, ông Thành lại ra vườn để cắt những cây cỏ hoa trắng, hoa vàng cho lợn ăn như thế này. Với tâm niệm phòng hơn chống, cùng với việc thường xuyên vệ sinh chuồng trại thì những cây thuốc này cũng đóng góp vai trò quan trọng trong phòng chống dịch bệnh. Cả trang trại rộng gần chục hecta, thế nhưng ông Thành lại không có tủ thuốc kháng sinh. Cái cây này thì thực ra nó là dân gian, như kiểu các cụ ngày xưa ấy, không có thuốc tây. Nhiều khi mà người trẻ con bị tiêu chảy có khi dã cho trẻ con nó uống. Cái đấy là một cái thì hiện nay tôi áp dụng ấy là cắt những cây này về hoặc rổ về cho chuồng ăn định kỳ 5 ngày hoặc 7 ngày cho ăn một lần. Những con lợn bị bệnh sẽ được ông ngay lập tức đưa ra khu vực cách ly và có phác đồ điều trị riêng. Kể cả khi đã khỏi bệnh, những con lợn này cũng không được quay lại khu vực chuồng trại tập trung.
Sự nghiêm khắc đó đã giúp cho đàn lợn của ông Thành hầu như không bị bệnh, ngay cả khi dịch tai xanh hay lở mồm long móng hoành hành ở nhiều trang trại khác. Khi nào cái con nào mà bệnh mà không thể trị bằng những cái thứ thuốc này được thì tách riêng ra cái khu cách ly riêng, một là hủy, hai là chữa bằng kháng sinh chẳng hạn ấy, thì lại nó mà thuộc cái phẩm cấp khác chứ nó không được vào cái tiêu chuẩn lợn cơ. Những con lợn khỏe mạnh không có tồn dư thuốc kháng sinh, ông Thành cho rằng đó là cái lãi đầu tiên mà ông có được từ việc nuôi lợn hữu cơ. Tiết kiệm chi phí thức ăn, tiết kiệm chi phí thuốc kháng sinh, tiết kiệm công chăm sóc. Mỗi khoản tiết kiệm đó được ông Thành tính toán, cấu thành nên giá cho sản phẩm thịt khi đưa ra thị trường. Ví dụ giá thành của Việt Gáp thì ra một cân lợn hơi chỉ khoảng độ 40-42 nghìn. Nhưng mà giá thành của cái lợn này nó lên có trên 60 nghìn. Cái chi phí cho một kg lợn hữu cơ và nuôi bằng cái thức ăn này thì nó cao hơn, đầu vào nó cao hơn và nó kéo dài thời gian hơn so với cám công nghiệp. Thế tại sao lại tìm cái hướng là mình nuôi cái giá thành nó cao như vậy? Là vì đổi lại cái chất lượng nó được thị trường đón nhận, cái chất lượng. Tuy nhiên, mọi việc không như ông Thành dự kiến. Thịt lợn của ông không được thị trường chấp nhận. Mình cho ăn cái này thì nó lại không có mông. Đấy, người ta cho ăn cái chất tạo lạc thì nó có mông, bán lại bán được giá hàng của mình. Đấy, một thời gian nó như là kiểu như suy sụp hết. Mình chưa bán được cái thịt thành phẩm giá cao, mình vẫn phải bán cái chất lượng thịt như này ra thị trường tự do. Mà thị trường tự do thì lúc đấy thì người ta lại ép mình ấy, mất 2.000 một cân. Lại bán lại không bằng cái lợn ăn công nghiệp kia. Thí dụ lợn công nghiệp kia là 40.000 cân thì cái lợn này tôi chỉ bán được 38.000 thôi. Nhiều tiền hay ít tiền tôi chưa nói đến, nhưng người khó tính có nghĩa là người ta cần sử dụng cái sản phẩm chất lượng cao và người ta quan tâm đến sức khỏe. Thì tôi hướng đến cái đối tượng là vì cái xu thế xã hội lúc này, xã hội không ai đói nữa rồi, mà người ta cần cái nhu cầu cái cuộc sống chất lượng. Vậy thì tôi định hướng là tìm đến cái đối tượng khách hàng. Mưa dầm thấm lâu, những đơn hàng đầu tiên đã xuất hiện. Tiếp đó là những hợp đồng ký kết của chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội. Đó là kết quả của những nỗ lực tìm kiếm khách hàng không mệt mỏi của ông Thành. Hiện nay, thịt lợn hữu cơ của trang trại ông Thành có giá bán từ 180.000 đến 200.000 đồng một kg. Ngay tại thời điểm bão giá, thịt lợn xuống chỉ còn từ 12.000 đồng một kg, thì giá thịt lợn của nhà ông Thành vẫn giữ nguyên. Mỗi ngày, trang trại của ông cung cấp cho thị trường khoảng 1 tấn thịt lợn và những sản phẩm chế biến từ thịt lợn. Tất cả sản phẩm đều được đóng gói, bảo quản theo quy trình và truy xuất được nguồn gốc. Khi mà mình làm, mình sản xuất đúng hướng rồi, tốt rồi. Thế nhưng trong cái thời hội nhập với người nông dân hiện nay mà làm theo chuỗi như thế này, thì cái chính là phải kiên trì mới tồn tại được. Thí dụ như sản xuất đấy, như đấy tôi nói là rồi đến cái lúc đến cái tìm kiếm đầu ra thị trường, mò mẫm vào những cái chợ, rồi tìm vào những cái siêu thị, đi chào hàng và thuyết phục người ta bằng cách nào. Thế thì đến giờ này thì tôi chưa đánh giá là nó là thành công lớn lắm, gọi là cũng bước đầu thôi, cũng rất khiêm tốn. Khi đã tìm được chỗ đứng trên thị trường nội địa, ông Thành tiếp tục nuôi tham vọng đưa sản phẩm thịt lợn hữu cơ của trang trại nhà mình tiếp cận được thị trường quốc tế. Ông đã tìm hiểu và có được những tín hiệu tích cực đầu tiên với các bạn hàng Trung Quốc. Có hướng ngoài nội địa ra, hướng tới thị trường xuất khẩu. Thì và hiện nay cũng đang tìm kiếm thị trường nước ngoài. Thí dụ như trước mắt thị trường Trung Quốc nhỉ? Hiện nay có một số đối tác của bên Trung Quốc là người ta cũng cần nhập cái sản phẩm sạch ở Việt Nam. Bây giờ thì chưa ký chính thức nhưng cũng đã có tín hiệu rất tích cực về cái sản phẩm này. Họ đã đến kiểm tra, họ đã xem, họ đã đi mẫu bàn bạc sơ bộ ban đầu và cũng cho anh em sang bên đấy đàm phán. Những giá trị mà ông Thành tạo ra đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nông dân. Anh Hiền đã từng mất trắng gần 1 tỷ đồng
khi giá thịt lợn liên tục chạm đáy. Đã tưởng bỏ trống chuồng, nhưng khi biết đến mô hình của ông Thành, đến tận nơi để tìm hiểu, thì nay anh Hiền đã chuyển hướng từ nuôi lợn công nghiệp sang nuôi hữu cơ. Nói thực sự là tôi thấy là tôi rất may mắn là gặp chú Thành. Đấy, còn bình thường nếu những cái công thức này nếu đã bây giờ mà đi tìm hiểu chứ nó mất nhiều thời gian và nó mà đấy là cái thời gian, còn cái vấn đề tiền bạc là mình phải, không phải là bây giờ người ta có công thức này, người ta kinh nghiệm bao năm mà người ta cho mình đâu, không có. Đấy, nhưng mà riêng chú Thành là chú rất nhiệt tình. Đấy, có bao nhiêu bí quyết hay là như nào chú hướng dẫn là chúng tôi làm như thế. Với những đổi mới trong tư duy và cách thức sản xuất, lần này ông Thành đã thành công. Với doanh thu 15 tỷ đồng mỗi năm, ông Thành trở thành nông dân điển hình sản xuất giỏi của tỉnh Bắc Giang. Nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp được ông Thành treo trang trọng trong nhà. Cái việc mà mô hình của anh Thành được chứng nhận hữu cơ thì đây cũng là một cái bước đột phá, thay đổi cái tư duy của các nhà quản lý cũng như là tư duy của những nhà người sản xuất, rằng là mình chọn được cái hướng đi đúng thì dần dần thị trường cũng sẽ chấp nhận và cũng sẽ có cái chỗ đứng trên thị trường. Với người đàn ông này, con đường ông đã đi là con đường phải trả lộ phí đất đỏ. Trên con đường ấy, chỉ có những người dám nghĩ khác và dám làm khác mới có thể có được quả ngọt.